Vậy là một tuần làm việc nữa đã kết thúc. Thì đến hẹn là lên, hôm nay mình là tiếp tục đăng video lên kênh của mình để cho bạn bè và gia đình của mình được theo dõi về cái cuộc sống bên Nhật của mình. Xin chào mọi người trở lại với kênh của GOGP, kênh chia sẻ về cuộc sống Nhật Bản. Xin chào mọi người. Thì với những bạn đã theo dõi video của mình thường xuyên thì mọi người cũng biết rằng mình đang làm việc tại Nhật Bản. Bây giờ mình đã kết thúc năm thứ tư và vào cái thời điểm hiện tại thì mình cũng bắt đầu bước vào ngưỡng cửa năm thứ năm, cũng là cái năm cuối cùng mình có cái hợp đồng tại công ty này. Thì mình đang làm việc tại một công ty cơ khí. Bước sang năm thứ năm rồi thì mình đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra mình cũng học hỏi được các cách làm việc của người Nhật luôn luôn đúng giờ đúng giấc và đúng cái từng bước và từng cái quy tắc làm việc. Và cái điều ấn tượng sâu sắc nhất của mình đó là cái vấn đề an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Nhất người ta có một cái khẩu hiệu đó là Anzen Daichi, tức là an toàn là trên hết. Trước khi vào cái nội dung chính là mình sẽ giới thiệu những cái biển báo, những cái biển hiệu mà đảm bảo an toàn cho người lao động ở trong công ty, thì mình sẽ giới thiệu qua một vòng về những cái máy móc làm việc tại xưởng của mình. Đầu tiên mình sẽ có một máy ở dưới góc này là máy Doriru, có nghĩa là máy này sẽ chuyên về khoan lỗ, nhưng mà giờ nó đã nghỉ hoạt động rồi vì công ty mình cũng không có nhận đơn hàng khoan lỗ nữa, cho nên là máy này hiện tại đang được tháo dỡ và đang được chuyển đi. Còn đây là cái máy mà mình đang còn làm này. Thì cái máy này mẹ, thực ra thì mình cũng đã nghĩ làm máy này cũng được một năm rồi. 3 năm đầu thì mình sẽ điểm đạm nhận cái máy này, mình sẽ đứng ở đây và làm việc với nó được 3 năm. Sau đó thì mình kết thúc, mình sẽ chuyển sang cái giai đoạn mới, mình sẽ chuyển việc. Thật ra là cũng đã gắn bó và cũng có kinh nghiệm làm việc ở máy này cũng khá là nhiều. Thì đây, ở ngay cái bàn làm việc này sẽ có một cái bảng này là bảng là nói về cái trang phục lao động của tụi mình. Từ là cái tai nghe này, tai nghe chống ồn này, rồi găng tay, rồi cái đồ bảo hộ chân, rồi nón bảo hiểm vân vân. Ngoài ra còn có những cái quy tắc làm việc đó, với lại một số cái hình ảnh về các thành viên ở trong công ty này. Công ty mình chỉ có người Việt Nam và người Nhật mà thôi, cho nên là luôn luôn có cái sự bình đẳng giữa người Việt và người Nhật, cho nên không có cái sự biệt hòa gì cả. Rồi mình sẽ đi vòng ra phía sau này thì sẽ là cái nơi mà đặt để nguyên liệu, tức là cái xưởng này nó sẽ chia ra hai phần. Phần trước này là phần đặt máy và chỗ bọn mình đứng để làm việc, còn phần sau này là phần là dự trữ nguyên liệu này. Thì nguyên liệu sẽ được đặt ở phía sau này và sẽ được sử dụng cẩu để mà cẩu tới đấy. Thì ở xưởng mình sẽ có một cái người mà chuyên gia cẩu hàng và cẩu nguyên liệu tới để cho những cái người mà đứng ở máy cắt đấy. Thời điểm bây giờ cũng đã là cuối tháng 2 rồi thì thời tiết vẫn là còn lạnh. Ở Nhật Bản bây giờ thời kiểu buổi sáng thì nó cũng mưa, tầm buổi trưa trưa thì bắt đầu là nắng cũng lên và bắt đầu cũng ấm dần. Thì đi buổi sáng đi làm sớm cũng khá là cực. Thì bây giờ mình sẽ quay về giữa cái phần này, mình sẽ đi vòng vòng về quanh xưởng để cho mọi người xem có những cái biển báo gì nha. Ví dụ như ở đây thì sẽ có biển báo là nhớ sạc cẩu. Đấy, tức là cái cầu mà mình sử dụng nó sẽ sử dụng bằng điện, khi mà hết điện ấy, thì nó sẽ ngừng hoạt động, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái việc mà làm việc, cho nên là sau khi kết thúc là phải sạc cầu này. Đó, đi qua đây là sẽ có những cái dụng cụ đo thước, còn cái này là cái biển báo là hướng dẫn là phải đeo tai nghe trong quá trình làm việc thi công để tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Đây là cái bảng mô tả về những cái trang phục lao động. Là đi đâu trong này cũng đều mình sẽ thấy ngay những cái biển báo, vừa là hướng dẫn sử dụng, vừa có những cái biển báo hướng dẫn an toàn để mà nâng cao cái ý thức bảo vệ sức khỏe và bảo vệ máy móc cho cái công xưởng và cho cái cuộc sống làm việc của mình. Và dán ở ngay cái bộ phận đồ máy này thì sẽ có một cái biển báo nó ghi là thay lưỡi cưa xong nhớ thay số, có nghĩa là ở cái máy này mình sẽ cắt được rất là nhiều cái loại sắt từ kích thước nhỏ cho tới kích thước lớn, cho nên mỗi lần mà mình sử dụng cái lưỡi cưa lớn mà cắt những cái loại sắt lớn đó, thì sau khi mà thay lưỡi cưa thì phải đổi số, nếu không nó sẽ một là gãy lưỡi cưa, hai sẽ làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm, cho nên là bắt buộc và sau khi thay lưỡi cưa phải thay đổi cái thông số của nó. Quả đây là một cái máy mà đã ngừng hoạt động lâu rồi, nhưng mà kể từ lâu từ khi nó bắt đầu hoạt động thì đã có những cái biển báo hướng dẫn an toàn như thế này. Đây có cái biển báo ghi là không được mở nắp khi máy đang vận hành. Đấy.
Tức là trong một cái máy hoạt động nó sẽ có rất nhiều cái bộ phận mà hoạt động trong cùng một cái thời điểm. Nếu như người sử dụng người ta không có nắm rõ về cái máy mà mình đang làm thì sẽ có rất nhiều cái nguy hiểm nó rình rập. Cho nên là bắt buộc thứ nhất là khi mà đảm nhiệm một cái máy gì ấy, thì mình phải hiểu rõ cái nguyên tắc hoạt động của nó. Sau đó mình sẽ phải biết được cái thao tác thứ tư làm việc. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới cả tính mạng của bản thân và sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng sản phẩm và những cái công việc của công ty. Ở ngay cái khúc này thì sẽ có hai cái thanh sắt ở hai bên này. Nó sẽ có cái tác dụng, nó sẽ kẹp cái thanh sắt ở giữa, nó sẽ kẹp và nó sẽ di chuyển cái thanh sắt này từ đi lên hoặc đi xuống. Lúc đấy mà mình thò cái tay vào thì chắc chắn là tay mình sẽ bị kẹp lại và sẽ bị nát cái tay luôn. Cho nên là phải tránh cái trường hợp mà khi mà sắt đang còn được kẹp thì tay không được đụng vào cái thanh này. Đấy, tức là một cái máy này nó có rình rập rất là nhiều cái nguy hiểm. Cho nên bắt buộc là mỗi cá nhân mà đứng máy là đều phải hiểu rõ từng cái bộ phận và từng cái nguyên tắc hoạt động của cái máy. Còn ở trên kia thì sẽ có những cái máy quạt thông gió. Ở cái chỗ mình làm cũng khá là bụi và cũng khá là ồn, cho nên là cái vấn đề mà thông gió và làm sạch cái bầu không khí trong cái chỗ làm việc là một cái vấn đề mà cần thiết. Cho nên là quanh cái chỗ này cũng lắp khá là nhiều cái máy thông gió như vậy. Mùa hè cũng như mùa đông đều phải mở. Ở ngay cái cột trên kia cũng có một cái số biển báo người ta cũng gắn nha. Và cái sở mình để mà đảm bảo cái an toàn thì người ta cũng có lắp camera. Ở khu vực này thì sẽ có hai cái này. Qua bên cái chỗ làm việc máy kia sẽ quay được 1, 2, 3 cái. 3 cái ở phía mặt trước này sẽ quay vào mỗi máy sẽ là có hai cái camera chĩa vào. Một cái là quay cái quá trình làm việc của tụi mình ở từ phía trước. Một cái là phía đằng sau là sẽ quay cái quá trình mà lấy nguyên liệu. Cho nên là để phòng hợp những cái trường hợp mà xảy ra tai nạn mà không biết nguyên nhân ấy, thì người ta sẽ phải xem lại camera và chất lại cái video để mà xem được cái quá trình làm việc là đó có những cái sai sót nào để mà người ta khắc phục và người ta tìm ra được cái nguyên nhân để mà xử lý. Trong tiếng Nhật thì đây gọi là Anjen Chiro, có nghĩa là con đường an toàn. Con đường này là con đường mà mình có thể đi lại trong công xưởng. Mà khi mà có thể đi băng qua từ lối này sang lối khác thì sẽ đi trên con đường mà được sơn màu xanh này. Thì trên cái đường này thì là không được phép đặt để những cái vật dụng hoặc những cái máy móc ở trên cái đường này. Và nguyên liệu để ở hai bên là không được phép để lấn chiếm hoặc để nó nhối ra, làm ảnh hưởng cho cái con người mà khi đi băng qua sẽ vô tình va phải hoặc là sẽ gây tai nạn, những cái tai nạn mà không nên có. Rồi, còn ở đây là người ta có ra một cái biển hiển thị, đó là khi mà dọn dẹp nguyên liệu dư hãy kiểm tra độ dài kích thước màu cây sắt rồi đặt đúng cái vị trí đã quy định. Có cả tiếng Nhật cả tiếng Việt này. Thì có nghĩa là khi mà cây sắt mà mình cắt những cái phần sản phẩm mà xuất đi rồi ấy, mà có cái phần sau mà mình không sử dụng tới, mình sẽ phải bảo quản lại để mà cho những cái lần sau mình sẽ tiếp tục lại tái sử dụng. Cho nên là mình sẽ phải bảo quản và sẽ đặt đúng cái vị trí mà người ta đã quy định sẵn theo cái độ dài và kích thước. Còn ở đây sẽ có một cái máy mà nó sẽ hoạt động theo kiểu mà hạ lên hạ xuống, cho nên là phải có cái biển báo và sẽ có cái rào cản xung quanh để cho người ta khỏi thò tay hoặc thò đầu vào ảnh hưởng tới cái tính mạng của họ. Bên này là cái khu vực hàn. Thì khu vực hàn này thì mình không có phải là chuyên môn của mình, cho nên mình cũng không có tập trung vào cái vấn đề này. Đây là sẽ có những cái bộ phận khác người ta sẽ đảm nhiệm và sẽ cũng có những cái quy tắc và những cái quy định an toàn riêng. Đây là cái chỗ kia mà mình đã từng quay rất nhiều lần ở trên cái video của mình. Thì chỗ hôm nay trời khá là ấm và cũng rất là trong lành, cho nên là cái thời tiết mà lúc mình quay ở trên video này thì cũng khá là đẹp, đẹp trên trong hình vậy. Thì hôm nay nắng cũng khá là ấm này. Đó. Rồi quay lại cái vấn đề an toàn lao động ấy, thì mình sẽ hiểu được rằng đấy là cái tiêu chí hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi mà nó nằm trong cái phạm vi pháp luật người ta đã quy định rõ ràng và bắt buộc là chủ lao động và người lao động đều phải tuân thủ theo và thực hiện nghiêm túc. Và hãy thử suy nghĩ xem là tại sao lại xảy ra những cái tai nạn lao động như vậy. Nó sẽ xảy ra do hai yếu tố như sau. Thứ nhất là tai nạn lao động xảy ra do cái trạng thái không an toàn của máy móc, thiết bị hay là cái nơi làm việc. Thứ hai là do hành động và động tác không an toàn của nhân viên. Đấy.
Vào đây là cái căn phòng mà làm việc của cái trưởng phòng nơi cái công sở của mình. Thì ở đây thì cũng có một chuẩn bị một số cái miếng dán này hướng dẫn an toàn lao động sẽ dán ở các máy ấy. Nó sẽ có ghi là chú ý kẹp này hoặc cấm vào này đấy. Thì những cái này là lát nữa mình sẽ đi dán ở cái những cái nơi mà người ta đã quy định sẵn là không được đi vào, là không được thò tay thò chân vào đấy. Thì mình sẽ dán để cho mọi người khi mà lao động thì sẽ chú ý và sẽ đảm bảo được cái an toàn. Thì cũng còn khoảng một năm nữa thì mình sẽ kết thúc cái hợp đồng mà làm việc ở công ty này. Thì cũng đã gắn bó với công ty này cũng sẽ được là 5 năm. Cũng sẽ có nhiều kỷ niệm và nhiều cái sự gặp gỡ. Cả anh em và cả cái người Nhật và người Việt Nam cũng cho mình là nhiều kỷ niệm và nhiều bài học quý giá. Thì sau này mà rời cái công ty này mình sẽ nhớ rất là nhiều. Cho nên là hôm nay cũng tranh thủ quay thật kỹ và quay từng góc cái từng cây không gian ở những cái chỗ mà mình đã từng đi qua, đã từng làm việc. Cho nên là sau này có cái để nhìn lại thì sẽ rất là ý nghĩa. Thì như mọi người đang thấy đây thì sẽ có một nhóm nhân viên người ta đang còn là làm việc. Đây là cái động tác gọi là cắt ga. Sẽ sử dụng ga để mà cắt những cái sắt to này. Cho nên là mọi người có thể thấy là có rất là nhiều bảo hiểm và bảo hộ khi mà mình thao tác cái hành động mà cắt ga như thế này. Gồm có kính này, rồi có tạp dề này, rồi có cả nón bảo hiểm, rồi cả những găng tay và găng chân để mà không có bị bỏng và bị cháy lúc mà tia lửa nó bắn vào người. Cho nên là mỗi cái công việc và mỗi cái khâu từng bước một thì sẽ có những cái sự bảo vệ an toàn khác nhau. Cho nên là luôn luôn phải tuân thủ. Và ở xưởng của mình đang làm thì người ta sẽ chia thành 3 gò. Gò thứ nhất thì sẽ là cái gò hồi nãy mình quay là ở nơi mà cắt những cái máy, những cái loại sắt nhỏ ấy. Còn ở đây là gò 2. Gò này thì sẽ cắt những loại sắt lớn, hàng tấn, hàng tạ. Còn gò thứ 3 là cái chỗ hồi nãy mình có quay, đó là cái nơi mà cắt ga này, hoặc là han xi đấy. Thì ở cái gò này thì rất là nhiều các loại sắt, sắt tròn, sắt vuông này, rồi sắt lớn. Sắt này thường thì người ta sẽ sử dụng để mà làm các hệ thống công trình như là cầu, đường, hoặc là ống nước, hoặc là nhà. Đấy là những cái hình ảnh mà công ty mình người ta cũng có góp phần vào cung cấp cái vật liệu và nguyên liệu để cho phục vụ những cái công trình như thế này. Thì người ta có làm và trưng bày cái hình ảnh để biểu thị sản phẩm mà đã từng đóng góp. Cho nên là để cho tất cả mọi người như là khách hàng hoặc là nhân viên có thể là biết được là cái công việc và cái sản phẩm mà mình đưa ra thị trường thì người ta sẽ sử dụng vào những cái mục đích như thế nào. Còn 1-2 phút cuối của video thì mình xin phép được lồng vào những cái biện pháp an toàn, những cái biện pháp mà phòng tránh tai nạn lao động mà mình đã sưu tập được ở trên mạng, thì mình sẽ lồng vào đây để mọi người cùng tham khảo nhé. Người Nhật từ lâu đã được biết đến với sự nghiêm khắc, nghiêm túc trong công việc và coi trọng giá trị tập thể, luôn hướng tới sự đồng tâm hiệp lực để đạt được kết quả cao nhất. Vì vậy, an toàn lao động luôn là tiêu chí hàng đầu của các chủ lao động Nhật Bản. Trong luật lao động của Nhật Bản, đảm bảo an toàn lao động được quy định rõ ràng, chủ lao động và người lao động đều phải tuân thủ pháp luật và thực hiện rất nghiêm túc. Đầu tiên, hãy thử suy nghĩ tại sao tai nạn lao động, nguyên nhân dẫn đến chấn thương lại xảy ra. Tai nạn lao động xảy ra do trạng thái không an toàn của máy móc thiết bị hay nơi làm việc, hành động, động tác không an toàn của nhân viên thao tác. Phần lớn tai nạn xảy ra trong trường hợp có cả hai yếu tố trên. Ví dụ, có dây dẫn ống khí để ở lối đi, trạng thái không an toàn, người khác đi dễ vấp ngã, hay nhân viên chạy trong văn phòng, hành động không an toàn, đụng vào người khác làm họ té chấn thương. Việc loại bỏ trạng thái nơi làm việc không an toàn, hành động không an toàn khỏi nơi làm việc là điều quyết định trong phòng tránh tai nạn lao động. Để làm được điều đó, cần phải quyết định và quy định các loại luật lệ an toàn trong công ty, giáo dục cho các bạn hãy tuân thủ luật lệ, không ở trạng thái không an toàn, hành động không an toàn. Đầu tiên, hãy tuân thủ thứ tự thao tác. Việc thực hiện thao tác đúng cách là bước đầu tiên trong công việc. Mỗi một thao tác thì có cách thực hiện riêng được quy định và nhiều trường hợp là được tổng kết lại thành thứ tự thao tác. Đây là hành động do chứa đựng kinh nghiệm, thất bại, sửa chữa của những người đi trước nên tạo thành có hiệu suất, thao tác tốt, có thể thực hiện an toàn. Vì nhiều trường hợp tai nạn xảy ra do không tuân thủ thứ tự thao tác nên không tự ý thay đổi theo cách cho bản thân dễ làm việc hơn. Hãy nắm rõ thứ tự thao tác. Nếu không tiến hành đúng, sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến cơ thể như mỏi vai, cổ,
đau thắt lưng, mệt mỏi. Để không bị chấn thương và làm việc khỏe mạnh, hãy nắm rõ cách thực hiện. Và đến đây chắc mọi người cũng đã theo dõi mình và cũng đã nắm được rất nhiều thông tin quan trọng về cái vấn đề an toàn lao động này, những cái biện pháp mà phòng tránh và hạn chế những cái tai nạn lao động xảy ra trong cái quá trình mình làm việc ấy, thì hy vọng là mọi người có thể là nâng cao ý thức và bảo vệ chính bản thân và tính mạng của mình và không ảnh hưởng tới những cái người xung quanh, và mong rằng tụi mình sẽ luôn luôn giữ một sức khỏe tốt để làm việc và đạt được những cái thành tựu mà hiệu quả nhất. Và nếu như thấy video này bổ ích thì mong mọi người hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký và ủng hộ mình và tiếp tục theo dõi mình vào những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.